Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip ba con cái F2 tơ mẫu nuôi lấy sữa nha anh chị. Đó, bò này thì tầm 7 đến 8 tháng tuổi. Chiều cao thì trên mét hết rồi anh chị ơi. Đó, chiều cao thì tối đa mét lên 5 luôn. Đó, bò này thì cứng rồi, ăn không còn ù be, vú mớm là đều nha anh chị, ba con. Đó, dòng F2 nuôi mập cũng tròn trịa nha anh chị. Đó, con nào cũng bự anh chị, cũng đẹp đó. Con thứ ba một đen. Nói chung là bò này thì là từ nhỏ đã tuyển vú mớm chân cẳng hoàn thiện anh chị. Đó thì anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình, bán đồng giá hết là 9,5 triệu một con nha anh chị. Đó, anh chị bắt hết thì bao ship thành phố Tân An. Đó, anh chị nào có cần ba con cái ít tiền này mình nuôi ghép nuôi lấy sữa thì liên hệ số điện thoại em để trong hình, đồng giá là 9,5 triệu nha anh chị. Đó, bắt lựa thì liên hệ trao đổi. Rồi anh chị thấy giá cả bò đẹp, bò thì bên em sẽ bao ăn uống bao tặt lỗi cho anh chị. Đó, giá cũng yêu thương. Đó thì anh chị nào cần ba con này thì liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, con này vú mớm cũng đẹp nha anh chị. Đó, lưng thẳng đòn dài, mấy bò này thì rất là hiền dạng anh chị ơi. Đó, con nào cũng tiện vú mớm sạch sẽ. Mẫu này thì mình nuôi tới cuối năm thì nè nó cũng 1 tuổi 17 18 tháng thì nó cũng lên giống anh chị ơi. Mình cũng mong tin sang năm mình lấy sữa. Rồi anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ trao đổi mua bán.